thì cấu hình một cái đôi loa Columbia Sep này, với một cặp sắp đơn này của BDF này, thì sẽ tiếp cận được 200 đến 250 khách nha anh em nhé. Sẽ bao sân được 200 đến 250 khách. Ví dụ cái sân là chiều ngang khoảng 7 m, chiều dài khoảng 25 đến 30 m là ok. Trong không gian này giá rẻ kinh tế. Trong volume này thì cái quan trọng là biết phối ghép với súp thì đánh sẽ rất hiệu quả. Đó. Anh em setup, biết setup phối ghép cộng hưởng, cái volume là đánh cộng hưởng. Tất cả dòng loa volume đều phải đánh cộng hưởng. Đấy, cộng hưởng rất hiệu quả. Đó là sự gọn nhẹ. Chiều ngang thì 18 phân. Chiều cao thì khoảng 80 phân. Xem nào, 2 4 6 80 hoặc 90 rồi đấy. Chiều sâu thì khoảng 23 nha anh em nhé. Rất hiệu quả. Xin cảm ơn anh em. Anh em có nhu cầu thì liên hệ dù tứ nhé. Xin chào anh em.